Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bốn cái đầu mài mà mình đang cầm ở trên tay. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cái đầu mài sứ tròn nhỏ. Đây, thông số ở trên cái đầu mài là M. Đây, đầu mài sứ tròn nhỏ đây. Cái đầu mài sứ tròn nhỏ này thì mình để dùng lăn vào các khóe móng này. Đây, như các bạn nhìn này, mình dùng để lăn vào các khóe móng này. Lăn vào các khóe móng. Hoặc mình dùng khi mà mình đắp gel và đắp bột, mà gel với bột bị tràn xuống dưới móng dưới này này và nó đã cứng lại, thì lúc đấy mình sẽ dùng cái đầu mài này để mình mài cái phần đấy ra. Đó là công dụng, cách dùng của cái đầu mài sứ tròn nhỏ có thông số M. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu cái đầu mài cũng có một thông số là giống với thông số đầu sứ tròn nhỏ là M. Nhưng đầu mài này là đầu mài vàng vuông có thông số M. Cái đầu mài này thì sử dụng khi nào? Cái đầu mài này sử dụng để phá sơn gel hoặc là nhám mịn. Đây, có thông số M, chúng ta nhìn thấy trên mặt móng là nó rất là nhỏ, mịn, giúp chúng ta mài mịn khi đắp gel, đắp bột. Đầu mài vuông này thì giúp chúng ta lăn vào khóe cũng dễ hơn. Đây, đầu mài vuông giúp chúng ta lăn vào khóe cũng dễ hơn. Nhưng đầu mài vuông sẽ rất dễ bị đứt tay, phải thật cẩn thận. Và chỉ dùng cho các thợ neo, vì chỉ cần va chạm nhẹ vào da thì cũng làm cho chúng ta bị chảy máu. Thế nên là cái đầu mài này thì đầu mài vuông này chúng ta phải thật cẩn thận. Chỉ cần va nhẹ là đã chảy máu. Tiếp đến là một đầu mài có thông số là XC. Đầu mài thông số XC này, bạn nhìn này. Bề mặt thì có những cái răng rất là to này, độ nhám của nó rất là to. Cái đầu mài này thì để dùng phá, trong trường hợp phá đắp gel và phá đắp bột, chúng ta sẽ không dùng nó trong trường hợp phá sơn gel. Vì khi mà mình mài mà không cẩn thận thì sẽ rất dễ đi ăn sâu vào phần móng tay của mình, làm cho móng tay mỏng và yếu đi. Tiếp theo đấy là một cái đầu mài kim loại. Chúng ta nhìn thấy là cái răng của nó cũng rất là to này, độ nhám thì sẽ to. Vì vậy cái đầu mài này cũng chính là cái đầu mài phá đắp gel và phá đắp bột. Chúng ta cũng không nên sử dụng vào việc phá sơn gel. Vì sao? Vì phá sơn gel sẽ làm cho cái mặt móng của mình yếu đi, mỏng đi. Đó là bốn cái đầu mài mà mình vừa giới thiệu đến các bạn.